Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút diễn biến những tập tiếp theo Đồ La Đại Lục. Đường Tam sau khi trở về Đại Lục hoàn thành khảo nghiệm hải thần đã hồi sinh Tiểu Vũ thành công. Cũng từ đây, khi nắm trọn niềm hạnh phúc với người mình yêu, hắn cũng muốn cha mình được hưởng niềm hạnh phúc như vậy. Chính vì lý do này, Đường Tam đã đưa ra quyết định sẽ hồi sinh mẹ của mình là A Ngân. Năm xưa, mẫu thân hắn vốn là vì bảo vệ hắn mới lựa chọn hiến tế dưới sự truy đuổi của Vũ Hồn Điện. Đây cũng là không còn đường lui mới đưa ra quyết định đó. Sau này, không ngờ chính người mình yêu cũng đi theo vết xe đổ, bởi vậy hắn cảm nhận được nỗi thống khổ sâu sắc của cha mình. Đường Hạo ngày ấy vì trả thù cho mẫu thân hắn mà náo loạn Vũ Hồn Điện, đau buồn hơn hắn còn bị chính tông môn của mình ruồng bỏ. Cứu nương tử của mình thì sai ở đâu cơ chứ? Cho đến hiện tại khi đã bị trục xuất khỏi Hạo Thiên Tông, hắn vẫn tự đoạn mất tay chân của mình, trả lại cho tông môn hay khối hồn cốt truyền thừa. Cha hắn thật không xứng đáng chịu nhiều đau thương như thế. A Ngân nghe từ miệng Đường Tam nói có thể hồi sinh mình, điều đầu tiên không phải vui mừng mà là lo lắng hải tử của mình sẽ gặp nguy hiểm. Quang ảnh hư ảo lấp lánh trên dung mạo tuyệt lệ đó của nàng tràn ngập sự nhu hòa của từ mẫu khẽ nói: con có thể giúp mẫu thân hồi phục, nhưng mẫu thân có một yêu cầu, việc con giúp ta hồi phục không được gây ra bất kỳ thương tổn gì cho con. Nếu không, mẫu thân thả vĩnh viễn thế này. Phụ thân con ở đây cùng mẫu thân đã đem mọi sự tình từ nhỏ đến lớn của con kể cho mẫu thân rồi. Con là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, con biết không, bất luận là cha con hay mẫu thân đều cảm thấy đã mắc nợ con sâu sắc. Chúng ta đem con đến thế giới này nhưng lại chưa từng tận trách nhiệm của phụ mẫu, con thậm chí không có được một tuổi thơ vui vẻ. Điều này mẫu thân đã là rất có lỗi với con rồi. Nếu con chỉ vì hồi phục nhân hình cho mẫu thân mà thân thể tổn thương thêm nữa thì mẫu thân vĩnh viễn không thể nào tha thứ cho bản thân được. Đường Tam không muốn để A Ngân nói tiếp mà an ủi nàng. Đúng vậy, lúc nhỏ hắn thấy hài tử trong thôn đều có mẫu thân, trong lòng thập phần ngưỡng mộ, khát khao tình yêu của mẹ, nhưng đây cũng không phải lỗi của người mà. Sinh mệnh của con đều là phụ thân mẫu thân cho con. Con có gì có thể nói là mắc nợ. Mẫu thân, người yên tâm đi, con giúp người hồi phục tuyệt đối sẽ không thương hại gì đến bản thân cả. Sau này con còn phải hiếu kính với phụ thân mẫu thân. Hơn nữa con còn Tiểu Vũ phải chăm lo, sao có thể không trân trọng cơ thể của bản thân chứ? A Ngân rốt cuộc cũng yên tâm tin tưởng hắn. Vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Mẫu thân, người chỉ cần mở lòng cảm nhận năng lượng mà con truyền đến, cùng tất cả năng lượng xung quanh dung nhập vào là được. Vừa nói, quang mang lam kim sắc vừa sáng lên, Đường Tam giải phóng ra Lam Ngân Hoàng, đồng thời cũng giải phóng ra Lam Ngân lĩnh vực của mình. Lam kim sắc tràn ra toàn thân, Đường Tam tiến nhập vào trạng thái Lam Ngân chân thân của bản thân. Trong phút chốc, dưới tác dụng của Lam Ngân chân thân, Lam Ngân lĩnh vực giãn nở ra nhờ phụ thể lên tới nhiều lần, nhanh chóng vươn ra bên ngoài, phủ khắp thân thể của phụ thân và Tiểu Vũ, phủ lại cả bồn địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn, lại vượt qua vách núi, lan ra khỏi ngoại vi của Lạc Nhân Xâm Lâm. Hải thần tam xoa kích quang mang lấp lánh, tinh thần lực mênh mông hoàn toàn dung nhập vào trong Lam Ngân lĩnh vực của hắn. Từng cành Lam Ngân Hoàng lam kim sắc trong nội thể Đường Tam giải phóng ra, lặng lẽ cuốn lên thảo điệp của cơ thể A Ngân. Lam Ngân lĩnh vực đột nhiên biến đổi, từ màu lam kim sắc trước đó đã hoàn toàn biến thành lam sắc mênh mông. Chính trong nháy mắt đó, cả Lạc Nhật Sơn Lâm đã bị Lam Ngân lĩnh vực phủ hoàn toàn, biến thành một vùng hải rừng lam sắc. Lam Ngân lĩnh vực kỹ năng tiến hóa cuối cùng, Hải Nạp Bách Xuyên, phát động với theo thực lực nâng cao đến cảnh giới Phong Hào Đấu La. Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam cũng lần nữa tiến hóa, quang mang lam sắc nồng đậm thông qua Lam Ngân Hoàng liên kết Đường Tam và A Ngân, nhu hòa chú nhập vào nội thể nàng. Huyết mạch cùng một hồn cội khiến năng lượng truyền đi giữa mẫu tử hai người không có bất cứ chướng ngại nào. Mà thời khắc này, Đường Tam đem toàn bộ năng lượng của Lam Ngân Thảo trong Lạc Nhật Sơn Lâm chuyển hóa thành năng lượng Lam Ngân Hoàng thuần túy nhất, lấy cơ thể bản thân làm trung gian truyền vào nội thể mẫu thân, tăng tu vi của mẫu thân lên. Sau đó hắn lấy ra Hải Thần Tam Xoa Kích, phát ra thần dương mênh mông, tụ tập năng lượng truyền vào cơ thể mẫu thân mình. Một kích này có tên là Hải Thần Lam Ngân lĩnh vực. Thân thể A Ngân biến hóa trong tốc độ nháy mắt, mắt nhìn Thảo Diệp to lớn tốc độ nhanh, vươn đến mọi ngóc của bồn địa xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Tam cũng không ngừng từ nội thể giải phóng ra từng cây Lam Ngân Hoàng tương liên với nó. Sau hơn 10 ngày dòng dã, cuối cùng A Ngân cũng phá kén chui ra. Thân thể của nàng hoàn toàn bị ánh sáng tính mạng nhu hòa đó bao phủ, khí chất cao quý dị thường khác xa nhan sắc phàm nhân. Đôi mắt xanh thăm thẳm tựa như thủy tinh, không chút tì vết. Nàng nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, đôi mắt đẹp đang thử ra bởi hình bóng trước mắt. Trước mặt người phụ nữ tuyệt mỹ đó là một nam nhân cột một tay một chân, thật đối lập, nhưng trong ánh mắt hai người lúc này lại tràn ngập nhu tình. Rốt cục Đường Tam đã thành công hồi sinh được mẫu thân của mình. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.